và đại chúng đồng dâng lên những lạc hoa tươi thắm cúng dường. 3. Tuyên bố lý do buổi lễ. Nhạc khúc chào mừng tâm từ chùa tôi. Bài lời biểu diễn võ thuật. 9. Pháp từ của đại diện chư tôn đức chứng minh. 10. Nhạc khúc lạy Phật con xin sám hối. 15. Lễ Phật cầu nguyện. 16. Cung thỉnh chư tôn đức chụp hình lưu niệm. 17. Lễ tai tăng cúng dường. 18. Phật tử dùng cơm chay hỷ lạc văn nghệ. 19. Hòa. More temples to support more communities and more generations. In that spirit, Tam Tự Pagoda was established and has gone through 15 years of hard work to build. The one who has poured his heart and sweat and souls and everything into building this temple. Thầy Thích Pháp Chân. Và giờ phút này, hai cô trung cùng toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay để chào đón quý vị biểu diễn nghệ thuật ngày hôm nay. Please welcome the drummers. Yeah, bro.
Quý vị đã mang được một cuộc sống dịch dịch.